nó nhiều cái mụn to. Đây có một cái rất to này. Hai bên này mụn to. Là mới đây nè. Da em là da rất là dầu, lỗ chân lông nó bít tắc em ạ. Cái này thì mình sẽ cố gắng được một tháng nó khỏi được khoảng 90% em ạ. Một tháng mới khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì về nhà phải hạn chế cay nóng dầu mỡ nhé, không sơn tan lên mặt, không kệ nặng. Và em phải hạn chế thức khuya. Mấy cái đấy khó không? Khó. Cũng bình thường. Ok nhé. Tức là kệ nó đúng không? Hiện tại bây giờ em bé nó bị ở trán rất là nhiều anh ạ. Chủ yếu nó là viêm, mụn ẩn, mụn. Và cái này của nó đã bị vỡ ra để lại sẹo. Nhiều cái có sẹo, cái vết thâm. Thì dưới mặt nó cũng có này, mũi cũng có này. Nó nặng, nó bóp. Tự nặng bóp đúng không? Cái này cháu đừng tự nặng bóp nhé. Thì cháu nặng bóp thì nó càng nặng hơn thôi. Cái này mình phải điều trị đúng anh ạ. Một là mình phải làm sạch để cho đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng laser. Thứ ba là kê đơn cho nó. Mục tiêu của mình cố gắng trong khoảng 1 tháng thì nó đỡ được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em bé phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, không được sửa tay lên mặt, không cay nặng. Và phải hạn chế thức khuya. Mới đây khó không cháu? Hả? Không rồi. Nhé, ok. Nó phải bị lâu rồi chưa anh? Bị lâu rồi đấy, cháu bị mấy năm này. Đó, đúng rồi. Mà bây giờ nó nặng ý. Thứ nhất là da của nó thì là da dầu. Lỗ chân lông nó bị tắc, nó cực kỳ nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm luôn. Nhiều lắm ý. Nhé. Cái này thì phải điều trị đúng, nếu không để cái này thì nó cứ sẹo hết lên, nó đang bị sẹo lên này. Một là mình phải làm sạch, thứ hai là mình phải xử lý cái nhân mụn. Thứ ba nếu có thể thì nên cho nó làm laser trị thâm, bởi vì nó thâm lắm. Mục tiêu của mình cố gắng là một tháng đi khỏi được khoảng 80-90%, tầm tầm như thế. Để làm được như thế thì về nhà em bé phải hạn chế cay nóng dầu mỡ nhé, không sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Và phải hạn chế thức khuya. Cái đấy khó à, không? Hạn chế thức khuya. Thức khuya quá. Ok. À, rồi trước nói. Trước thì trước thì nó hết nhẵn luôn. Điều trị xong hết nhẵn luôn, xong giờ nó lại lên ấy. Em đi spa là em đi lặn mụn à hay là làm gì? Vâng, đi lặn mụn xong mình bôi thuốc ấy ạ. Xong kiểu như nó bị chóc da ấy ạ. Đây em dùng cái phương pháp có tính chất lột tẩy đúng không? Vâng. Nó đơn giản vậy. Tức là em đã dùng các sản phẩm có tính chất là nó tẩy, nhưng mà những cái đó nó sẽ không mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Bởi vì da mỏng đi thì nó sẽ yếu và sau này các cơ chế rối loạn lại tiếp tục. Việc mà em bị lên mụn lại như này nó gần như 100% của những bạn mà điều trị giống kiểu của em ấy. Thì ở đây em điều trị nhiều lắm. Cái này của em thì da em là da dầu nhá. Lỗ chân lông thì nó bị bít tắc và rất nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm ở dưới da ấy, nhiều lắm. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Mục tiêu của mình là cố gắng một tháng nó phải khỏi được khoảng 90%. Đấy. Em có muốn nhanh hơn không? Thôi tầm ý đi. Ok. Đấy, để làm được như vậy thì về nhà em phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Và em phải hạn chế thức khuya. Cái đấy khó. Một phần ạ. Cái đấy phải cố gắng nhé. Bác sĩ già lấy ông nói phải cho thuốc bôi đấy, nhưng mà không thấy ăn thua gì. Bạn này là bạn gái rất xinh, nhưng mà da bạn ấy là da dầu chị ạ. Lỗ chân lông nó bị tắc, cực kỳ nhiều cái mụn ẩn ở dưới da của bạn ấy. Với cả là mụn viêm nữa. Cái này bạn phải bị lại rồi, chứ không phải là mới bị. Bị 2 tháng rồi đấy. Có những đợt nó rất là có những lúc nó đỡ một tí, nhưng đỡ nó lại nặng lên. Ta gen lại nói thế bởi vì nó có nhiều sẹo và vết thâm với các lứa tuổi khác nhau. Cái này phải điều trị đúng chị ạ. Mục tiêu của mình cố gắng một tháng nó khỏi được khoảng 80-90%. Một tháng. Đúng rồi, khỏi được tầm đấy. Để làm như thế thì về nhà em phải hạn chế cay nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không được cạy nặng và phải hạn chế thức khuya. Đây khó. Ok. Mình phải làm gì? Thứ hai, một là phải làm sạch, thứ hai là phải xử lý nhân, thứ ba là kê đơn. Nó chủ yếu là viêm và cái này mình sẽ làm sạch này, sau đó là mình xử lý nhân nhé. Anh sẽ kê đơn nhé. Cố gắng trong một tháng thì nó khỏi 80-90%. Bạn bạn nhiều mụn viêm nhỉ? Vâng. Viêm với cả mụn ẩn, vết thâm này. Ngày xưa em bị nặng nhỉ? Vâng. Nhiều sẹo kinh khủng luôn. Trước em bị thủy đậu nữa. Thủy đậu kết hợp. Vâng. Nhiều sẹo rỗ. Không sao, cái này sau này sẹo rỗ mà muốn mình sẽ hết mụn rồi mình sẽ điều trị để sẹo rỗ em ạ. Vâng ạ. Hôm nay thì mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân nhé. Nó có thể thì làm cái thâm, cố gắng một tháng khỏi 90%. Vâng. Cái này của chị là nó là một cái sẹo lồi rất rõ luôn, mà chị bị nám nặng thế. Sẹo lồi này thứ nhất là mình bôi thuốc thì hiệu quả kém lắm chị ạ. Chỉ có dùng công nghệ laser kết hợp với cả sản phẩm thì nó mới nhanh thôi chị ạ. Thường là cố gắng trong khoảng tầm một liệu trình nó đỡ được khoảng 80-90% chị nhé. Về nhà là chị phải để tóc gọn lên, thứ hai là hạn chế sờ tay, hạn chế vận động mạnh vùng này, đúng không? Khoảng 2 tuần thì mình điều trị một lần nhé chị nhé. Nó kiểu nó ăn mòn một mảng này, nó rát. Một cái đường viền này. Một tròn to bên luôn. Này. Nhìn đến đây là tương đối điển hình. Không
không nào đi lính về hầu như trong mấy tháng nào cũng phải đi lính về em. Không, anh biết trong đấy bọn em đi lính một nó to hơn đây. Không, thực ra là mụn này em cũng không chủ định khám mụn đâu, tại vì ăn nóng đồ cay nó mới lên rồi chứ trước em còn. Cái này của em nó là mụn viêm với cả mụn ẩn em ạ. Cái này thì thường là mình sẽ phải làm đấy, còn nếu không nó để lại thâm với sẹo lâu lắm. Em bị thâm hết này, cái sẹo này. Cái này phải xử lý nhân làm sạch da. Cố gắng một tháng thì mụn khỏi được khoảng 90%, em nhớ. Với lại spa. Mà đem đỏ cái này chắc em dùng với cái sản phẩm lột đúng không? Đúng rồi. Kiểu là nó có đỡ nhưng mà da mặt nó mỏng, kiểu là kem trộn. Kem trộn đúng rồi. Bây giờ nhận ra rồi thì thấy điều trị ở spa này có phù hợp không? Không. Anh rất nhiều người đến đây cũng khổ sở như em, điều trị lột hết cả da mặt đi. Cái này da em nó vẫn là da dầu em ạ, mà nó bị một cái nữa nó yếu đi do lột nhé. Cái này mình phải điều trị đúng. Bây giờ nhiều mụn ẩn mụn viêm như đây này, mình phải làm sạch này, xử lý nhân này. Và anh kê đơn cho cố gắng một tháng thì kiểm soát mụn được khoảng 80-90% nhé. Cái sẹo lồi này của em nguyên nhân cũng là do mụn. Em mua trứng cá xong nó hình thành sẹo lồi ở vùng cửa hàng này. Mấy cái cục đấy cũng sẹo lồi. Tất cả đều là sẹo lồi hết. Trước này của em đang mụn này. Đây là sẹo. Đấy là sẹo. Còn phía trên này là mụn. Em ơi, thứ nhất là mình phải điều trị mụn khỏi, xong rồi điều trị sẹo em ạ. Cái sẹo này trước em có làm đây rồi. Làm lâu chưa? Đây của cháu không phải HPF, của cháu là Vina tiếp xúc nhé. Rất rõ rồi. Mà cháu có bôi cái gì đấy không? Dạ không ạ, chỉ bôi kem dưỡng ẩm thôi ạ. Không được rồi. Cái này phải điều trị nhé, nếu không thì nó cứ lan ra đấy. Mà nó phát triển ra xung quanh luôn, khá là tệ. Có ngứa không? Có, hơi ngứa thỉnh thoảng. Bao lâu rồi? Chắc một tháng trở lại đây thôi, còn tầm tháng 12 thì là bị herpes xong rồi cháu bóc môi ấy. Thì nó lan ra ngoài. Em không thích. Ok, cái này tẩy đi được ngay em ạ nhé. Thứ nhất là mình sẽ bằng công nghệ laser em ạ. Vâng. Và thường tẩy một lần là hết thôi. Vâng. Nhưng mặt thì đầy mụn rồi này, cũng chịu mụn ý. Cục mỡ bên này, nhưng mà hiện tượng nó cũng không giảm mà. Dạ. Nó lan ra rồi ạ. Đầu này, đầu viền chân tóc này. Trên da đầu bong vẩy, đó đùng. Vâng, bong nhiều đấy anh bạn. Sáng nay gọi nước chanh cho nên là bong vẩy hết này, bong vẩy. Em bôi thuốc của bác sĩ thì ở chỗ... Trong người có nốt nào? Trong người thì không có nốt nào. Đâu. Vâng. Đầu tiên nó cái đợt trước khi bị là em bị đấy. Bị gì? Bị thủy đậu. Thủy đậu. Thế là từ đợt đây là sau chữa khỏi thủy đậu thì nó lên. Cái này nó là viêm của da đầu rồi, nhưng mà nó không loại trừ vảy nến ấy. Nhưng mà anh nghĩ đỡ nhiều trong đợt đợt mà em chưa đỡ nó phải khủng khiếp lắm. Trước là nó bị nó lên mà nó bị kiểu viêm. Đúng rồi. Bây giờ của em thứ nhất là mụn ẩn cực kỳ nhiều nhá, dưới da em hàng trăm vài trăm cái mụn ẩn ấy, nó ít. Còn lại thì nó là vết thâm với cả sẹo. Đấy đúng rồi. Cái này mình phải điều trị thôi nhé. Mục tiêu của mình một tháng anh sẽ trả em cái da mụn nó đỡ được khoảng 90%. Dạ. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cây nóng dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không được cây nặng và phải hạn chế thức khuya. Vâng. Mấy cái đấy khó không? Đơn giản đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân mụn em ạ, và anh kê đơn cho em nhé. Nếu em muốn cái thâm này đỡ nhanh hơn thì có thể dùng công nghệ laser trị thâm. Dạ. Em bôi cái Nacro ấy. Ăn thua không? Chưa thấy gì mấy. Đỡ hơn một tí thôi. Của em thứ nhất là nó là da dầu em ạ. Thứ hai là nó mụn ẩn nhiều. Cái này em phải đi lại nhiều lần. Tại sao anh lại nói thế, vì em nhiều sẹo, các đối tượng khác nhau này. Vâng. Bây giờ phải điều trị đúng. Một là mình phải làm sạch để đỡ lên mụn ẩn. Thứ hai là xử lý nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn cho em, cố gắng một tháng khỏi được khoảng 90%. Nhá. Nó xong bắt đầu là mới lên những cái mụn li ti ấy. Bây giờ nó có mụn ẩn dưới da này, mụn viêm này, mụn da rất là dị ứng đúng không? Vâng. Nên phải làm sạch xử lý mụn với anh chỉnh đơn thôi nhé. Vâng. Ok, cố gắng một tháng thì khoảng 90%. Mỹ phẩm gì hả chị? Chị dùng cái điều trị nám à? Vâng ạ, cái tên điều trị nó là gì? Nó là cái hàng Dừa Thiên ở nhà mình. Tên là gì? Em tự dưng em không nhớ. Nhà em bực mình, em vứt bê rám mất đi. Bao tiền, bao tiền? Đâu, con em nó mua nó không dùng được chứ em. Ôi dồi ôi, em gần chết. Đúng rồi nhé chị nhé. Vâng. Chị dùng một cái kem trộn đấy. Vị trí này chắc là em không thích nó đúng không? Vâng. Cái này thì mình dùng công nghệ laser mình tẩy thôi em ạ. Nhé. Vâng. Mình chỉ cần tẩy một lần là nó hết thôi. Em rất nặng luôn. Bây giờ sẹo cực kỳ nhiều luôn.
nhưng mà bây giờ vẫn đang mụn nặng nề luôn. Bên này xem, cái này phải điều trị ngay em ạ. Trước tiên là mình phải điều trị khỏi mụn đã nhé. Mục tiêu của mình cố gắng 1 tháng khỏi mụn từ 90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế cái nóng dầu mỡ, không được sửa tay lên mặt, không được cạnh nặng, và em phải hạn chế thức khuya nhé. Mấy cái đấy có khó không? Khó. Dạ. Dễ. Hôm nay mình sẽ làm sạch, thứ hai là xử lý nhân nhé, thứ ba anh kê đơn cho em. Đúng không nhá. Trước là cái vòng cổ này không nên đeo. Bởi vì cái này nó trà sát vào nó sẽ phát triển. Không, của em nó từ bé đến giờ nó chỉ như thế thôi ạ. Đúng rồi, nhưng mà khi ý anh nói là nó trà sát vào đến lúc nó có thể nó sẽ phát triển. Em hiểu nhỉ? Cái này thì thứ nhất là hiện tại nó là một cái sẹo lồi, nhưng mà nó không ngứa đúng không? Không ạ. Cho nên mình có thể điều trị bằng công nghệ laser để cho nó phẳng hơn em ạ. Đấy. Thường là phẳng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì thường được khoảng 80% trở lên. Chị ở đâu chưa? Em chưa. Nặng đấy. Da của em là da dầu nhé. Đúng ạ. Lỗ chân lông nó bị tắc và nhiều mụn ẩn lắm. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Vâng. Mục tiêu của mình cố gắng trong 1 tháng thì khỏi được khoảng 90% nhé. Mụn đấy. Thế là như thế thì về nhà phải hạn chế cái nóng dầu mỡ, không sờ tay lên mặt, không kẹt nặng, và hạn chế thức khuya. Mấy cái đấy khó. Có khó không? Thế dạ. Có khó không? Được. Bây giờ mình phải làm sạch này, thứ hai xử lý mụn, thứ ba là xử lý thâm em nhé. Em mới bị mới bị mà sao to đấy. Mới bị thì cũng phải 5 năm trở ra.